qua cơn mê, bài hát về nỗi ước vọng hòa bình bị cấm đến mãi năm 2011 mới được cấp phép. Bài hát Qua cơn mê của hai tác giả Trần Trịnh và Nhật Ngân sáng tác vào năm 1971 cùng với một bài khác là Một mai giả từ vũ khí, để thể hiện khát khao hòa bình và nỗi mong mỏi chiến tranh nhanh kết thúc để người lính có thể được trở về. Nhân sự kiện sắp ký Hiệp định Paris để kết thúc chiến tranh. Đây là một trong những bài hát có nhiều ca sĩ hát nhất cả trước và sau năm 1975. Tên bài hát là Qua cơn mê, nhưng thực ra cơn mê ở đây là từ ẩn dụ của chiến tranh. Tác giả mong ước qua chiến tranh, dân tộc chung sống hòa bình. Sau nhiều năm chinh chiến triền miên, chứng kiến bao nhiêu đau khổ, chia lìa. Lúc đó, khát vọng chung lớn nhất của mọi tầng lớp là có được một cuộc sống bình yên. Thấu hiểu điều đó, tác giả Nhật Ngân và Trần Trịnh cho ra đời ca khúc Qua cơn mê để nói lên nỗi lòng không chỉ riêng mình người lính mà còn cả của dân tộc Việt Nam thuở đó. Mong ước trở về bên người mình yêu, không còn phải sống những ngày gió mưa nơi chiến trường, để mặc tình trong chơi, thỏa ước vọng tự do. Tác giả thể hiện mong ước một ngày hiệp định ký kết, chiến tranh nhanh kết thúc. Ngày đầu về quê sẽ được ở bên gia đình, đi thăm họ hàng, hàng xóm và từng con đường quen thuộc ở quê hương. Mong ước có thể như cánh chim tự do bay đi muôn nơi để gieo mầm xanh tươi, lá hoa đầy cành, mang đến một cuộc sống ấm no cho thế hệ sau, đầy yêu thương và niềm vui chan hòa. Mong các mầm non sẽ được tiếp tục đi học, không phải chịu cảnh chạy trốn chiến tranh mà gian dở việc học hành. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, Nhật Ngân bị chính quyền mới cấm hoạt động. Các bài hát của ông bị cấm, nhưng có lẽ vì nội dung ẩn dụ, khát vọng hòa bình được thể hiện trong bài hát là tình yêu đối với dân tộc Việt Nam, nên đến năm 2011, bài hát này được cấp phép tại Việt Nam và được nhiều khán giả trình bày bởi rất nhiều ca sĩ. Đôi nét về tác giả Nhật Ngân, tên thật là Trần Nhật Ngân, ông sinh ngày 24 tháng 11 năm 1942, là con út trong gia đình có 6 anh chị em, cha mất sớm. Đến tuổi trưởng thành, ông nhập ngũ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhờ khả năng âm nhạc, ông được chuyển phục vụ trong nhà chiến tranh tâm lý. Đây cũng là một phần lý do khiến những bài hát của ông bị cấm. Nhật Ngân xuất hiện trong làng nhạc miền Nam Việt Nam vào thập niên năm 1960 với bản nhạc đầu tay Tôi đưa em sang sông, đồng tác giả Y Vũ. Tiếp sau đó, ông thành công với đề tài người lính với những bài hát như Mùa xuân của mẹ, Xuân này con không về, Qua cơn mê và Một mai giả từ vũ khí, viết trong bối cảnh Hiệp định Paris kết thúc chiến tranh Việt Nam. Trong sự nghiệp của mình, ông nhiều lần hợp tác với nhạc sĩ Trần Trịnh với nghệ danh chung là Trịnh Lâm Ngân. Tình người sau cơn mê vẫn
sau cơn mê sông cạn lại thành dòng xuôi về ngọt quê hương. Mười ngón tay em dài vun cuộc tình thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim ngỡ vui nên bay xa, sẽ trở về ăn năn. Tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành hải đem cho mọi người. Đời bênh bông anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, pha mặt tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi một bộ lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập đùi. Trường xưa vắng ta, nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành như đây. Sau cơn mê sông cạn lại thành dòng xuôi về ngọt quê hương. Mười ngón tay em dài vun cuộc tình thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim ngỡ vui nên bay xa, sẽ trở về ăn năn. Tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành hải đem cho mọi người. Tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành hải đem cho mọi người. Tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành. Một vai giả từ vũ khí, nói ước vọng hòa bình của người lính. Đây là một trong hai bài hát của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân bị cấm. Ca khúc Một mai giả từ vũ khí ra đời trong bối cảnh Hiệp định Paris kết thúc chiến tranh Việt Nam. Bài hát này được đồng sáng tác với nhạc sĩ Trần Nhật Ngân và nhạc sĩ Trần Trịnh, lấy nghệ danh chung là Trịnh Lâm Ngân. Bài hát được rất nhiều các nghệ sĩ thể hiện thành công, trong đó phải kể đến các ca sĩ như Duy Khánh, Đan Nguyên, Quốc Khanh, Tấn Vũ, Trường Vũ. Một mai giả từ vũ khí được viết với những câu từ đơn giản nhưng lại mang một cảm xúc sâu lắng, chất chứa bao mong mỏi, ước ao tưởng chừng giản đơn nhưng lại khó thực hiện của một người lính chinh chiến xa quê nhà, là niềm mong ước rồi có một ngày sẽ một ngày chinh chiến tàn. Chiến tranh kết thúc để người lính có thể bỏ lại sau lưng thép gai răng với lũy hào sâu, lỗ châu mai với những địa lôi, trả lại súng đạn cho chiến trường khó lường, để người được trở về quê hương
tìm lại những kỷ niệm, những ký ức đã bỏ mất bao năm. Tìm lại những gì thân thương nhất, bình dị nhất, nhưng lại vui vẻ, ấm áp nhất. Quê hương hiện ra với những hình ảnh quen thuộc, với ruộng nương, đàn trâu, cây đa cấm trúc hàng cao. Với con đê cùng chiếc cầu tre khập khiễng của một làng quê thanh bình, mang lại cảm giác bình yên không nơi nào có được. Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu, với cây đa khấm trúc hàng cao, với con đê có chiếc cầu tre. Ca khúc thể hiện mong ước một ngày hiệp định ký kết chiến tranh kết thúc. Khi đó, tất cả người lính lại được về quê hương, xây dựng hạnh phúc cho chính mình, dựng một căn nhà nhỏ, đón cha mẹ về phụng dưỡng và sẽ sang nhà cô em gái nhỏ năm nào để họ cưới với miếng câu và miếng trầu. Hạnh phúc với những gì đang có, những người lính trẻ vẫn không quên những gì đã qua và những người bạn đã đồng hành kề vai sát cánh trong thời kỳ chiến tranh khói lửa nhưng đã ngã xuống, say giấc ngủ yên trong nghĩa địa buồn. Để đánh đổi lấy hòa bình, cuộc sống an yên hiện tại cho những người ở lại và cho cả thế hệ mai sau. Nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân đã nói lên nỗi niềm mong ước tưởng chừng như rất giản đơn, nhưng lại là mong ước của cả một thế hệ trai trẻ thời chiến. Một mai này, ta giả từ vũ khí, hòa bình về, ta lại gặp nhau, mở rộng niềm thương mến bao la. Để rồi chiều chiều lại nghe tiếng chuông chùa làng xa, chứ không phải là tiếng bom đạn rơi đầy hải hùng nơi chiến trận. Để lại được thấy ấm lòng mỗi khi khói bếp nhà ai tỏ lên trắng mờ, có bát cơm rau được mối thắm tình quê. Tất cả đều giản đơn, nhưng lại là thiên đường mơ ước của bao nhiêu con người lúc bấy giờ. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, bài hát bị cấm hoạt động, nhưng có lẽ vì nội dung ẩn dụ khát vọng hòa bình được thể hiện trong bài hát là tình yêu đối với dân tộc Việt Nam, nên đến năm 2011, bài hát này được cấp phép tại Việt Nam và được nhiều khán giả đón nhận. Ta làm lại từ đầu.
gặp ta. Còn vòng tay mở rộng thương mến bao la, chuông chùa làng xa chiều lại vang, bế bái lễ cõi ấm tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê. Có con trâu, có đường dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bế bái lên cõi ấm tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê. Có con trâu, có đường dâu, thiên đường này mơ ước.